chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Tiếp nối tập truyện lần trước thì ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện lạ đang xảy ra trong phủ Thái sư. Dường như có một thế lực ngầm nào đó đứng đằng sau để mà thao túng mọi chuyện. Dĩ nhiên là vợ chồng cậu ba không đứng ngoài mọi chuyện đang xảy ra được. Tuy nhiên, bên cạnh tình huống đặc biệt xảy ra thì nhân vật Trúc đã mang tới cho câu chuyện những tình tiết rất là thú vị và hấp dẫn cũng chính nhờ thế mà cậu Quyền đang ngày một hướng tình cảm của mình nhiều hơn tới cả vợ của mình, tức là nhân vật Trúc. Để hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong, quý vị đừng quên ủng hộ Hồng Vân bằng cách like, chia sẻ, đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, kính chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Bọn chúng cười nham nhở, một thằng mở nắp, thấy Trúc đang ngồi co so ở trong, ôm chặt đầu thì càng phấn khích chúng lô sành sành cô ra khỏi đó vài đứa thì lẻ lưỡi liếm mép trúc lúc này không còn sức lực đầu óc đã sớm mộ mị cô cố mãi mới nói được ta là mượn ba các ngươi chán sống rồi mới dám động vào ta bọn chúng nhìn nhau cười khẩy tắt mạnh mặt của trúc chết tới nơi rồi ở đó mà còn già mồm ông cho mày xuống âm phủ mà oai cóc chết thằng trọc vung sao nhắm chính đỉnh đầu của trúc mà chém vừa chạm gần tới nơi thì nó ôm đầu, rú lên như bị chọc tiết. Nó thấy sau gáy của mình phun ra máu tóe loe. Mấy thằng ở bên cạnh đang hoang mang, ngơ ngác, nhìn ngược nhìn xuôi nhưng mà chẳng thấy ai cả. Trong đêm tối, tiếng mèo kêu ngoeo, ngoeo, cộng với cả tiếng chim lợn ép, không ngừng làm cho ai cũng phải sợ gây ốc. Thằng tiếp theo, thấy vật gì sượt qua mặt của mình, rơi bõm xuống nước như là có người đang cố tình treo đuổi chúng. Ai? Ra đây! Từ trong lùm cây Một chàng trai ôm theo bọc đá Nhìn hết đám người này Các người chết cuộc sống này dài quá Nên mới dám động vào mượn ba Vậy thì ta đưa tiễn các ngươi một đoạn vậy Cậu ấy nói xong thì lao nhanh vào họ Như là một cơn gió Cứ tay không mà đấm đá tước bụi Mấy tên kia đâm chém loạn xạ Thế mà cậu ta vẫn tránh được Bày ngực tay xa sau đó Thì rú chúng xuống nước Số khác bị đạp ngã chồng cành xuống nước Cậu ấy nhặt con dao lên chỉ thằng mặt tên đầu đàn mày muốn chết kiểu gì tên đó run như kể giấy van lệ rối rít tha cho tôi xin tha cho chúng tôi cút giọng cụ ấy gầm vang tưởng chừng như muốn dung chuyển nơi đây mấy tên kia bỏ chạy tán loạn lúc này người này mới quay sang nhìn trúc nhà cô ở đâu tôi tôi ở phủ thái sư người kia ánh mắt hiện rõ vẻ hỗn độn cậu ấy cúi xuống lên lưng tôi cõng cô về Trúc bị hù dọa trong một phen chết khiếp Chân tay mềm nhũn không còn sức lực nữa Cô leo lên lưng của người đó Ôm chặt cổ người ấy Cô chẳng biết là thực hay mơ Trúc véo mạnh vai của người kia Cậu ấy trần cho mày Cô làm gì thế Trúc khi ấy hiểu rằng đó là thật Thì quả khóc Tôi sợ tôi ngủ đi Bao giờ về nhà tôi báo Trúc vẫn phải căng mắt Sợ không dám ngủ Cô cảm nhận rõ mùi hương của người này Rất là dễ chịu Có cảm giác an toàn Hồi nãy nhìn cậu ta đánh nhau với cả đám người đó Mà lòng của cô cứ phải say mê Há hốc mồm mà chênh ngưỡng Xưa nay Trúc vẫn cứ mơ mộng Sẽ gặp được người chồng như thế này Mạnh mẽ Luôn xuất hiện bảo vệ cô Lúc mà cô khó khăn nguy hiểm Trung sụp sùi Cậu có vợ chưa Người kia chẳng đáp lời Cậu ta vẫn lặng lẽ cõng cô Đi qua những nẻo đường Chúc cảm nhận được người này là kiểu trầm tính nhưng tốt bụng Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng mà không hiểu sao cô Là cảm thấy tin tưởng cậu ấy nhiều tới như vậy Phải rất lâu sau người kia mới chịu mở lời Tôi tên Quân, còn cô? Chúc vội đáp luôn Tôi tên Trúc Thế cậu có vợ chưa? Người kia bối rối Chưa Trúc cười tủm tìm mãi không thôi Cô đang liên tưởng có khi nào ông trời đang xe duyên cho cô và người này hay không? Bỗng dưng chúc đập mạnh vào lưng của cậu ta Thôi tôi không về phủ thái sư nữa đâu Tôi đang bỏ trốn ra đây Nhưng mà tới cổng tinh thành Phải có giấy mới được thông quan Nhà cậu ở đâu Cho tôi trú tạm vậy Tôi về đó là khỏi có đường mà thoát luôn Chuyện dài lắm Có gì tôi kể cậu nghe sau Vừa nói tới đó thì cậu quyền hớt hải chạy tới Cậu ấy mồ hôi vã ra như tắm Nhìn thấy hai người đang cõng nhau Mặt của cậu đột nhiên tối sầm Cậu ấy kéo văn trúc xuống thấy cô máu me đầy người không kìm được mà bật hỏi cô bị sao thế này trúc vội bước nhanh bên cạnh cậu quân nép sát cánh tay của cậu mà cầu xin nhanh lên cứu tôi tôi không muốn đi theo cậu ta đâu cậu giúp tôi với cậu quân trần chừ, khoát tay áo bỏ đi nhưng mà trúc túm chặt lại nước mắt đầm đìa cứu tôi cậu muốn tôi làm gì cũng được tôi lệ cậu tôi không muốn về nhà đó cậu quyền nhìn Trúc đầy vẻ chán nản câu giật mạnh cô ấy sang phía mình chúc cố gắng bấu ví người kia nhưng mà vô vọng cuối cùng thì cậu quyền đành phải sốc cô vác lên vai đi về mặc cho cô la hét tới mức hàn cả cổ họ về tiếp phủ cũng là khá muộn rồi mấy bà lúc này cũng ngủ hết chỉ còn gia đình ở trong nhà đang đứng canh gác chúc bị vác thẳng vào trong phòng đặt xuống giường cô nhìn cậu quyền đầy vẻ hận thù không biết cậu ta ghét cô tới như vậy còn tha về đây làm gì không biết cậu quyền đẩy mỉa mai cô ngủ thế người mới gặp lần đầu đã nặng nặng đòi đi theo họ rồi đủ đần mãi không hết đần được trúc nằm vật xuống giường quần áo bẩn thỉu nhưng mà cô không có tâm trạng để thay đầu óc cô hiện giờ vẫn còn đang nghĩ về hình bóng của người hồi nãy cô có một chút tiếc nuối khi mà chưa kịp hỏi thăm quê quán còn chưa kịp cảm ơn người ta nữa cậu ấy oai hùng bao nhiêu thì nhìn người ở trước mặt cô càng chán ghét bấy nhiêu. Mặc cho cậu quyền dù cô dậy thay đồ, hỏi han cô gặp phải chuyện gì, nhưng mà Trúc vẫn vờ như đang ngủ. Cậu quyền thở dài, mở tủ ra, lấy bộ đồ cho cô, thì Trúc giật phát lấy lườm nguyết. Bỏ đây, cái đồ dây cụ, tính làm gì? Cô giật lấy quần áo đi vào gian trong thay, không quên đe dọa cậu ta, cấm được phép bước vào. Trúc thay xong thì nằm xuống đất ở trong đó luôn, không thèm ra ngoài khỏi phải nhìn mặt chán ghét của người này cô không hiểu sao càng nhìn cậu ta trong lòng của cô càng cảm thấy tức giận cậu quyền thấy vết thương chẳng chịt trên người của trúc thì hiểu rằng cô gặp nạn cậu sẽ khiến cho cả nhà những tên khốn kiếp đó sống trong địa ngục đến người của cậu mà chúng ông dám động vào đúng là chán sống thật nhưng hôm nay tự dưng mà gặp cậu quân ở đây làm người này có một chút bất an cậu quân là cháu của bà ba Hồi xưa bởi vì cứu ông Trình một mạng, bởi thế ông nhận cậu ấy làm con nuôi. Người này ngao du sơn thủy khắp nơi, hôm nay tự dưng xuất hiện. Bình thường cứ ba năm thì cậu ấy tới đây chơi vài ngày, xong thì đi tiếp. Không biết là người này đi đâu, làm việc gì. Nhìn cách người đó nói chuyện với Trúc, cậu khẳng định chắc chắn rằng hai người họ chưa từng quen biết trước đó. Rất có thể cậu ấy đã cứu cô lúc gặp nạn, bởi thế mà Trúc mới phải mang ơn như vậy cậu quyền nằm mà lòng ngổn ngang bao dòng suy nghĩ cậu ấy không biết phải xử lý thế nào cho thỏa đáng cô gái này quá ngây thơ lại còn hay tin người rất dễ bị lừa lúc đầu cậu ấy cho rằng cô ấy là người của bà ba nhưng giờ xem ra là không phải cậu vẫn định rằng để cho họ nhắm tới cô gái này để cho mình có thời gian rảnh rỗi để mà làm việc khác nhưng không hiểu sao khi mà nghe tin cô mất tích trong lòng cậu cảm thấy lo lắng khi lật tung tất cả mọi nơi mà không thấy cô đâu, cậu cảm thấy sợ hãi ở trong lòng, một nỗi sợ vô hình nhưng lớn lao. Lúc mà thấy cô ấy đi cùng với người khác, nhìn cô thảm hại như vậy, cậu cảm thấy mất mát ở trong lòng. Cái cảm giác này, chẳng biết là giải thích như thế nào cho đúng, nhưng rất là lạ, cậu chưa từng trải qua bao giờ. Cậu quyền nhẹ nhàng bước vào gian trong, trông thấy cô đang cuộn tròn mình, hơi thở đều đều, khuôn mặt vẫn còn lấm lem buồn đắt lâu lâu thì cô ấy lại giật mình, xem ra vừa trải qua một chuyện rất là kinh khủng. Cậu đứng yên nhìn, thế nhưng mà không dám đánh thức cô ấy dậy. Cậu lấy ra lọ thuốc, nhẹ nhàng, bôi khắp vết thương. Cô ấy lâu lâu lại rên khe khẽ. Chúc bám cánh tay của người này ngủ ngon lành. Cậu quyền lúc mỏi dã cả lưng, thế nhưng mà đánh liều, nằm ngay ở bên cạnh. Sáng hôm sau, khi mà ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cô mới mở mắt. Trúc ủy oài chống tay để đứng dậy. Xương cốt muốn vỡ vụn. Cô lồng cồm bỏ ra khỏi cửa. Cậu Quyền đang bê một tô cháo thịt bằm, khói nghi ngút bước vào. Cậu dịu giọng Cháo này. Trúc nhìn chồng đầy vẻ nghi hoặc. Tự dưng cậu ta tốt đột xuất kiểu gì cũng có vấn đề. Cô chưa kịp đón lấy bát cháo thì thấy cậu quân đang đứng rửa mặt ở giếng. Trúc quên mắt mình đang là mượn ba. Cô chạy ảo ra chỗ người đó, cười không thấy mặt trời đâu. Cậu quân Sao cậu ở đây? Hôm qua tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu. Cậu làm tôi bất ngờ quá. Không nghĩ là gặp cậu ở đây. Cậu quân nhỏ nhẹ. Vết thương của cô sao rồi? Ăn cháo đi, xong thì bôi thuốc vào. Cậu ấy đưa ra lọ thuốc nhỏ. Trung mừng sơn, vội cầm lấy lọ đó, cười nói không ngớt. Hai người này nói đủ với nhau, truyền trên trời dưới đất. Có mình cậu quyền, tay bê bắt cháo, mặt dài ra cả tấc. Cậu không thể ngờ vợ của mình lật mặt như lật bánh tráng vậy. Rõ ràng ở bên cậu, cây miệng cỡ nào cũng chẳng thèm nói, mà ở bên người kia, nói như là chim di vậy. Mà công nhận, nếu nhận xét khách quan thì cậu quân vẫn đẹp hơn cậu quyền. Xét về tính cách hay là ngoại hình vẫn là hơn cậu phải bậc. Bởi vậy, gái thấy cậu quân cứ bu cả đống. Chỉ có mấy đứa gái hư mới chăm chăm nhảy vào cậu quyền mà thôi. Cậu quyền nhìn mà ngứa cả mắt, sôi gan. Cậu đặt, vịnh cái tô cháo xuống đất, còn mình bỏ sang ngoài. Con Trình thấy cậu tức giận thì mon men đi theo, tính là bắt chuyện. Nó vui mừng khi mà thấy mợ ba, không hề có cảm tình gì với cả cậu quyền. Đám lũ rủi bu bị ông Trình ngăn lại, không cho về phủ. Nó vẫn cứ cho rằng lửa gần sơm, lâu ngày cũng bén. Giờ ở đây, chẳng có đối thủ nào xứng tầm với nó hết cả. Con đường lên làm vợ cậu ấy đang mở rộng thanh thang. Nó gọi nhỏ, cậu quyền ơi, ăn sáng đi, con nấu cho cậu món cá kho tiêu, cậu thích nhất đấy. Cậu quyền bước nhanh đi, con Trinh lẹo đéo ở phía sau, nói bên tai cậu. Cậu ấy bực bội, đã luôn vào cánh cổng gỗ. Im đi, nói nhiều. Con Trinh thất kinh, đứng im bất động. Nhìn cậu đi khuất sau lũy che làng, thì nó mới sớm rớm nước mắt, chạy vào nhà. Mợ Trúc chẳng có thời gian mà để ý xem cậu quyền. Mợ ấy đang kẻ kè, kè bắt chuyện với cả người mới tới. Công nhận là Trúc như bị đi lạc vào mê cung vậy cậu ấy nói chuyện thực sự nho nhã giọng ấm áp không bông bốp chan chát như là cậu quyền bà ba thấy cháu của mình đang bắt chuyện với cả mợ chúc thì trột dạ con vào mà ăn sáng đi thầy con đang đợi trong nhà đấy cậu quân mỉm cười chào chúc cậu ấy lộ ra nó lúng đồng tiền sâu hắm ở mát trái mà cô thấy tim của mình thổn thức hôm qua đêm tối cô chẳng rõ mặt mũi cậu ấy còn nay thấy được trực diện như vậy cậu quân cao hơn cô cả cách đầu, nước da trắng, khuôn mặt chữ điền, đặc biệt rất sỏi võ lại còn tốt bụng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cho người khác phải siêu lòng. Trúc cầm lọ thuốc cậu ấy đưa cho, tung tăng bước vào phòng, lòng vui như mở hội. Cô vẫn nghĩ, không ngờ trên đời này có người toàn diện tinh như vậy. Trúc nhìn thấy tô cháo đang nguội ngắt. Đặt chắn lối đi thì mới sực nhớ ra cậu quyền. Hồi nãy cô vui quá, quyền khuấy mất đi, cậu ta rồi chúc bưng tô cháo đi vào, múc ăn hết rồi mở lọ thuốc ra, bôi nhẹ vào vết thương ở trên người. Bây giờ cô mới nhớ ra vụ vợ chồng hai người khốn kiếp kia hành hạ cô ra sao. Cô nước không trôi cục tức này, bởi thế mà quyết định đi kiếm người báo thủ. Mà ngặt nỗi, giờ chẳng biết là kiếm ai. Cô quay lại đó, khác nào tự tìm đường chết. Cô ngầm so sánh, cậu quân chắc chắn là không bao giờ dây dưa cùng với mấy vụ này. Và lại cậu ta với cả cô cũng đâu quen biết mà giúp. Suy đi tính lại, cuối cùng thì cô đành phải muối mặt đi gặp chồng mình. Trúc Long Ngóng đứng ở cổng đợi mãi, cũng thấy cậu về. Cô nhanh miệng lên tiếng trước. Cậu kêu người đi với tôi. Đi đâu? Trúc bực bội. Đi sửa cái lũ khốn nạn, dám đánh tôi ra nông nỗi này. Suýt nữa thì chúng tần tôi ra bã nấu canh chua. Cậu quyền dừng dưng đi vào, khuôn mặt hiện lên sự bất cần, không thèm quan tâm. Cậu ấy mới đi được ba bước thì Trúc đang nhảy lên lưng kéo lại. Cậu làm chồng cái con khỉ mốc gì thế? Có ai thấy vợ mình bị như vậy mà vẫn ung dung đứng nhìn không? Chúng nó đập tôi đến dạn cả xương. May là tôi trốn kịp, lại bị gia đình thối chúng nó, tí là chém chết. Tôi giờ đầu óc, vẫn còn hoảng loạn đến này. Trung cố gắng khóc mà mãi, chẳng hề có giọt nước mắt nào nhỏ ra cả. Cậu quyền để cô xuống. Cô khóc kiểu gì mà không nổi giọt nước mắt vậy? Đang yên đang lành, cô trốn làm gì? Chò chết. Trúc được dịp càng khóc to hơn. Chưa ở đây sớm muộn gì cũng chết, mới có mấy ngày thôi mà họ nhào như là nhào bột. Chẳng biết là bay đầu lúc nào. Cậu Quyền nghe cô giải bày, có phần thương cảm. Cậu ấy quay người đi ra ngoài, còn Trúc vẫn đứng chơ chơ. Chẳng hiểu là cậu ta lại đi đâu nữa. Nhanh lên, cô không đi sao? Đứng được ở đấy làm gì? Trúc lơ ngớ chạy theo, vẫn là không ngừng hỏi lại. Đi? Mình cậu với tôi ấy hả? Sao mà đánh? hai cậu kêu đông người đi theo bảo vệ lỡ có chuyện gì còn xoay sở kịp cô ấy cứ lải nhải làm cho người ở bên khó chịu vô cùng cậu ấy bất chợt dừng lại làm chút đâm sầm vào lưng cô say chán suýt xoa đi đứng kiểu gì đấy có rừng cũng phải báo trước chứ cậu quyền nhăn mặt liếc cô một cái rồi bước thật nhanh chung chân ngắn chạy theo mãi không kịp cô mệt quá thở không ra hơi thì than vãn à nó còn cướp hết tiền của tôi nữa cậu ạ à. cậu ơi tôi đau chân quá, đi không nổi, cậu thuê xe ngựa đi, tôi trả tiền. Cậu quyền nhích mép, tiền đâu, bỏ ra đây, tôi không ghi nợ đâu đấy, tôi không có niềm tin nào ở cô hết. Trúc mặt yêu xìu, bí môi, bất ngờ thì cô, bao đấy người này chuyển giọng Mình là vợ chồng, tính toán gì mấy đồng bạc lẻ, cậu có thương tôi không? Tôi không bị điên mà thương loại không nặng như cô. Những người đi đường thấy hai người họ cãi nhau không ngừng bàn tán. Họ dừng lại cùng xem tiếp diễn câu chuyện là gì. Trúc được đà, gào khóc to hơn. Cậu không thương em thì cậu thương ai? Cậu nói đi. Hai cậu thương con son, con sắt nào hả? Cậu quyền ngượng chín cả mặt. Với vỗ chiếc xe ngựa, kéo mạnh cô để lên xe. Đám người hiếu kỳ không ngừng bàn tán. Cậu ta hùng dữ quá, nghe bảo chú lăng nhăng đấy. Cô gái này là thần tiên phai xuống. Vậy mà không trị được cậu ấy sao? Một người trả lời có mà chị đằng trời Cậu ta con quan thái sư Ai mà dám động Họ tán phét một hồi rồi tàn ra Ai làm việc người nấy Ở trên xe Trúc vén tấm vải ngó nghiêng nhìn đường Thực ra là cô thấy cậu quyền Chói gà không chặt Thì chẳng biết là đánh đấm kiểu gì Thôi lát nữa cho cậu ta vào đó một mình Còn cô sẽ ở ngoài Nếu có biến cô chuẩn trước Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường Thì Trúc hét lên Dừng, dừng, quán họ ở kia cậu quyền liếc qua nhìn quán đó thấy đây là quán ăn có khoảng chục người phục vụ hôm nay quán vắng hoe không thấy khách nào cậu từ từ bước xuống tay cầm cái quạt đang phe phẩy trúc vẫn ngồi lì ở trên xe người kia cáo mạnh cô xuống đi cùng lão chủ quán đang nằm ở cái ghế ngả lưng thấy trúc đi vào ông ta bật dậy hò hét bắt sống nó lại cho tao mấy tên kia đang mơ màng nằm vạ vật ở dưới đất nghe ông chủ quát thì bật dậy lao nhanh như là mũi tên về phía trước chúc lập cập nép sau lưng cậu quyền cậu ấy cảm nhận rõ là cô vẫn đang bị ám ảnh sợ sệt người này vội chấn an giờ cô muốn làm gì tụi nó cậu chưa nói hết câu thì bọn kia đã nhảo tới cậu quyền để cô sang một góc còn mình túm lấy ghế mà phang tới tấp vào chúng có tên toát cả đầu chảy máu có tên bị đàm trúng bụng mấy tên cầm dao hùng hổ lắm thế nhưng mà đánh có phải chiêu người đã bị bay một góc còn sao cũng văng xa xa có tên bị cậu ấy bẻ gãy cả tay đang xích lên như bị cắt tiết tình hình lúc này hỗn loạn vô cùng lão chủ quán thấy người của mình đang yếu thế thì nhanh chóng tìm đường thoát thân chúc nhìn thấy ông ta đang tính bài chuồn thì nhanh nhẹn cầm ghế gỗ đáp thẳng vào người lão ta lăn đùng ra xuống đất kêu la thảm thiết trong nhà bà vợ chạy ra nhìn cảnh này không ngừng la hết gọi quan gọi quan huyện ối làng nước ơi Chúng nó giết người rồi, phá quán tôi rồi. Một thằng làm nhanh chân chuẩn qua khe hẹp, đi báo quan huyện. Xưa nay thì quán này do cậy có quan huyện, chống lưng, bởi thế mà không thèm, coi ai xa gì. Chúng ngang nhiên, mở bài bạc, đá gà dồn ép con nợ ở vào đường cùng, lại cắt cổ. Ông quan nghe tin dữ, thì sai cả vài chục người tới đây. Từ xa thì ông ta đã phênh pháo. Đứa nào, dám đến địa bàn của ta làm loạn, ông cho mày rũ tù. Mất dạy à? dám ban ngày đánh người sao? Trúc nhìn đám người xuất hiện mỗi lúc một đông, trong lòng của cô không ngừng lo lắng. Cô nhảy bổ, đứng xa sát cạnh chồng của mình, khuôn mặt trắng bệch, không dám thử mạnh. Tinh quan kia đến nơi, vừa nhìn cậu quyền vội vàng đổi giọng. Ôi, cậu quyền đi đâu mà hôm nay, đến tận đây vậy? Qua tôi chơi, bữa giờ thì tôi sang phủ thăm thách sư, mà không gặp cậu. Mấy đứa mang ghế ra đây, cho cậu ngồi. Hai vợ chồng chủ quán trốn mắt nhìn nhau, nó, là nó đấy quan. Ông quan huyện giật mình quắc mắt, đạp luôn vào lưng của ông chủ quán. Lũ xúc vật, đây là cậu ba phủ thách sư. Chúng mày đắc tội gì với cả cậu ấy vậy? Hai người nghe xong câu này, ngỡ như sắp đánh ngang tay. Họ run bẩn bật, quỳ sụp xuống. Chúng tôi, chúng tôi có mắt như mù. Cậu tha lỗi cho chúng tôi. Câu quyền nhìn vợ mình, bàn tay cậu ấy vẫn đang vuốt ve gỏ má người kia cưng nựng. Ông đây không thích tha đấy lúc chúng mày hành hạ vợ ông, có nghĩ tới tha cho cô ấy không? Trúc lập tức hiểu ra vấn đề, cô sắn tay áo, nhanh nhẹn đi về phía trước, không quên kể lệ. Tôi quần lửa gạt, chúng lừa hết tiền của tôi, ép tôi phải ghi giấy nợ, đánh tôi một trận, thử sống thiếu chết nữa là. Nếu là cô gái khác, chắc là không sống nổi quá một tuần. Hành động này chờ không sung, đất không tha được. Bà vợ khóc lóc thảm thiết, lết tới mà ông chân của Trúc kêu gào. Bà nội của tôi ơi, bà tha cho tôi. Chúng tôi có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn. Tiền thì chúng tôi sẽ trả đủ, chúng tôi không dám nữa đâu. Trung quyệt ngang mũi, chân đặt hẳn lên bàn, nhìn cô uy nghi tới lạ thường. Muốn tha sao? Cũng được thôi, nhưng mà trước hết, phải khiến tôi vui đã. Tôi có vui thì mới tha được. Hai vợ chồng nhà kia nghe vậy thì gật đầu, như bố bổ, cảm tạ dối xít. Trúc ngồi chiếm trệ lên bàn xe bọn người làm đi kiếm bản trông gồm những cây đinh nhọn hoắt đâm lên tua tủa đặt ở ngay dưới chỗ của hai vợ chồng đang đứng cô bắt họ đứng trùng chân hơi khuỵ gối trên đầu mỗi người phải đặt ba cái bát úp lên tuyệt đối không được làm vỡ ai làm vỡ trước sẽ bị phạt trong thời hạn một nén nhang hai vợ chồng còn phải tát vào mặt đối phương ai tát nhẹ không nghe rõ tiếng phải chịu phạt gấp đôi vừa tát vừa lên tiếng tôi sai rồi tôi không dám nữa chúc chạy ngang sang bên đường đi kiếm cây nhang lúc cô ấy mang về ai cũng muốn dìu tại chỗ cây nhang này thuộc hàng khổng lồ phải gấp mấy chục lần cây bình thường nhìn thôi cũng cảm thấy nghẹt thở rồi ông quan huyện cầm nín chẳng dám xen vào để mặc cho mượn ba xử lý bởi nếu mà hôm nay đỡ lời thì ngay cả bản thân ông ta sẽ bị liên lụy ông ta còn gai gắt bắt hai người kia mau chóng làm luôn để khỏi phật ý của trúc cô ngồi vắt vèo xem ra vui vẻ ra mặt hai người đó tan bung bốc đối phương vừa canh không cho cái tô ở trên đầu bị đổ lại vừa canh bàn trông ở phía dưới lỡ mà ngã vào đấy chỉ có nước đi gặp ông bà họ tự đánh nhau thâm tím cả mặt nước mắt nước mũi tèm nhem bọn người đứng coi sợ xanh mặt thế nhưng mà cũng phấn khích xưa nay vợ chồng lão ấy ức hiếp dân lành khinh thường người khác, nay gặp vậy, cho đáng đời. Trúc đến quầy tiền, vơ hết, cho vào cái bị. Ông chủ quán đang đau đến người, vẫn còn u ớ. Cô lấy gì mà lấy lắm thế? Bữa tôi lấy của cô, có 200 đồng thôi mà. Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Ông không tính tiền lãi, tiền bồi thường, ông đánh tôi sao? Bây giờ, ông có chấp nhận không? Chứ tôi mà bực lên là không thèm nhận nữa. Có khi, ông sợ chiếc khiếp ấy chứng ở đó mà ý kiến ít cỏ. Bà vợ tưng tím can, thế nhưng vẫn phải xua tay. Cô lấy đi, lấy hết đi, tha cho chúng tôi. Chúng tôi chịu hết nổi rồi. Trung ôm bị tiền, khoác vai cậu quyền, cười tươi như hoa. Thôi, đi về cậu ơi, bà con xong này bị chúng ước hiếp, cơ qua phủ thái sư, kêu gặp mợ ba. Tôi sẽ đứng ra bảo vệ, lẽ phải cho mọi người. Trong nhà này hôm nay, nấu nhiều đồ ăn lắm, mọi người vào chơi nhau mà ăn đi coi như tôi mời. Mấy người ào ào chạy vào, bưng hết đồ ăn chạy ra ngoài. Họ lấy hết chỗ đồ, thì chúc cũng rời khỏi đi. Vợ chồng người kia ngồi bệt một góc thở hồng hộc, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trên xe ngựa, chúc ôm tiền mà cười không khép được miệng. Cô cứ suýt xoa. Cậu nhìn ngu ngu vậy mà giỏ ra phết, không đùa được đâu. Vậy mà không nói sớm. Người kia nhìn cô không thèm trước mắt. Cô gái này bản chất mê trai, tham tiền tham ăn, không thể lẫn vào đâu được. Thấy mấy cái đó cứ tơm tớp cả lên, nhìn mà phát ghét. Cậu quyền bực bội. Cô giỏi lắm mà, phàng cái ghế vỡ đầu tôi mà ra ngoài bị chúng nó đập lên bờ xuống ruộng, có dám ho he tiếng nào. Trúc cười khà khà, đầy người này vừa nói nhỏ. Ai bảo tôi là vợ cậu cơ chứ, cậu phải chấp nhận thôi. Kinh dịch có câu, nguyên thần lâm huyền vũ mà chỉ thế, hào xương động sang âm mà huyền vũ tối tăm nguyên thần là sinh thần mà hưu tù còn bị hồi đầu khắc cậu quyền chán nản thưa bà đấy là quẻ ám chỉ người chết địa điểm tìm thấy họ bà phán ở đây liên quan gì tới tôi chúc gãi đầu gãi tay ấy chết ấy chết cậu đừng có nóng tôi cứ tưởng là quẻ này nó về quãng đời gian nan của tôi ai mà biết được người kia bên cạnh thản nhiên không giờ cô mở tiệm coi mộ đi mấy người chết mất xác mà kiếm cô thì cứ đọc ra đảm bảo nổi như là cồn đấy chưa người sống mà cô phán bậy vậy có ngày không còn cái răng nào đâu chúc tiêu nhiều lườm cậu ta một cái rồi ngồi ra xa, xa cô hậm hực cậu thì hơn tôi chắc đồ biến thái hai người cứ như vậy không ai thèm mở lời trước họ cứ mỗi người một góc tới khi mà về tới nhà mới bước vào cổng thôi đang nghe tiếng bà cả oang oang cô đi đâu mà ông khư khư cái bị gì thế kia thầy hoạt bảo là từ giờ không được ôm bất kỳ đồ lạ gì vào phủ nếu không sẽ đem theo âm khí của bọn côn đồ các đảng trung ôm chặt cái bị hay cậu quyền lên trước cậu nói đi đây là quần áo cậu mua cho tôi không tiện người khác thấy người kia vẫn đang giận chuyện hồi nãy bởi thế mặc xác không thèm quan tâm cậu đang tính là bước đi trước thì trúc đang nhanh tay ôm chặt cậu đi sau tôi đi thay đồ trước đã cô phi như bay vào phòng làm cho bà cả xoay sở không kịp bà ấy liền đá xéo con cẩn thận đấy bù thấy là con này nó cứ san san thế nào đấy không đáng tin đâu mà thằng quân nó về đây hai đứa cũng lo mà làm lành đi mấy năm không nhìn mặt nhau rồi bù nghe nói lần này nó về ở hẳn không đi nữa thầy con đang tính cắt miếng đất cho nó để mà dựng nhà bù là bù không đồng ý đâu đấy nhà này ba đứa còn chẳng ăn ai lấy đâu ra cái ngữ con nuôi lại còn được phần Bù nói trước con biết mà liệu Thá con ruột bù không so đo Nhưng mà con nuôi biết đâu mà lần Khác máu tanh lòng mà Cấm có sai Cậu quyền chỉ cười cho qua chuyện Thực ra là cậu không hề có cảm tình gì Với cả cậu quân Người đó thâm sâu khó lường Lúc nào cũng chỉ im im nhưng mà ra tay Luôn nhanh và gọn Cậu ta bề ngoài luôn cho người khác cái cảm giác Mình là tử tế Thế nhưng hành động Luôn đi ngược lại lời nói lần này cậu ta về đây ở hẳn, chắc chắn là có sự chuẩn bị trước. Thế nhưng vẫn là chẳng biết được mục đích cậu ta là gì. Cậu Quyền vẫn tỏ vẻ bình thản, đi vào phòng thầy mình thì người kia cũng đang có mặt ở đó. Họ đang chơi cờ với nhau rất là vui vẻ. Ông chỉnh cao giọng Đấy, thầy bảo rồi, nghe thầy về sớm mấy năm trước có phải tốt hơn không? Vì con muốn nói mở lò gốm thầy đồng ý. Còn thích gì cứ làm, thầy không ý kiến, Cậu quân gật đầu dối rít Con đội ơn thầy, con muốn mở một thương hiệu của riêng mình, mang ngành gốm xứ của quê ta cho nhiều người biết tới, tạo việc làm cho bà con, chứ dân mình còn nghèo đói quá. Ông chỉ nghe con nói tới đâu, mắt mặt tới đó. Xưa nay thì ông đánh giá khá cao về cậu quân, về tấm lòng lương thiện, lưu sống tình cảm, biết nghĩ trước, nghĩ sau. Ông vẫn mong đứa con này có thể về ở gần, để trò chuyện sớm tối bên nhau. Cậu quyền đứng dậy dựa vào cây cột vẫn dáng vẻ cao ngạo cậu ta về là xem ra phủ mình náo nhiệt quá thể nhỉ cậu lần này về ở mấy ngày lại đi tiếp vậy ông trình vốn dĩ biết rằng hai nghề này không hợp nhau thì vội vàng căn ngăn quân nó về ở luôn con nạ nó tính là mở xưởng gốm thầy thấy là cách này khả quan đấy cậu quân cười nhẹ giọng vẫn đều đều thì làm gốm hay làm gì cũng được nhưng làm ăn đàng hoàng đừng có mà chơi trò, em đá giấu tay. Đâm xiên sau lưng người khác là hơi bị mệt đấy. Quân nghe tới đây, mặt hơi tái, nhưng mà cậu ấy vẫn bình tĩnh, nhấp ngụm trà bình thản. Cậu quyền dạo này đang nghi quá nhỉ, đầu óc tôi đơn giản, bởi thế mà không hiểu hết lời vàng ý ngọc của cậu. Thôi, cậu ở đây chơi với cả thầy đi, tôi qua phòng gì một chút, nãy gì cho người tìm tôi mà tôi chưa qua được. Cậu ấy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi ông Trình cao có khó chịu. Còn lúc nào cũng vậy, anh em trong nhà mà cứ nghi kỵ nhau mãi không thôi. Cậu Quyền cũng rời đi ngay sau đó, cậu ung dung về phòng của mình, thấy Trúc đang trồng cây chuối, đầu cắm xuống đất, chân trồng lên trời. Người này ngơ ngác mất một hồi lẩm bẩm Cô làm cái trò gì đấy? Trúc hồ hởi. Tôi đang luyện môn võ, trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Đây gọi là môn cây chuối phái, ngày cứ làm như vậy nửa canh giờ đảm bảo là tôi đem lộng lẫy cho cậu lắc mắt mà coi cậu quyền không nhịn được mà phì cười cô đẹp như vậy tôi đã muốn mù cả mắt rồi đẹp nữa chắc là tôi chạy mất rét chúc hiểu rằng cậu ta đang nói điều mình bởi thế cũng mắc mỉa cậu thì chỉ khoái mấy con chân dài não ngắn mấy con mà ngu ngu mới hợp với cả cậu thôi tôi là hàng thần tiên sao mà vừa mắt cậu cho được À mà cậu bảo cho tiền đâu Cho tôi đi, dành tiền sau này Tậu đất dựng nhà Cậu quyền chán nản Này, tôi bảo, sao cô biết mê cầu kinh dịch đó vậy Ai dạy cho cô, giữa trường xong thì họ chết hay sao Mà thấy cô đọc vớ vẩn lung tung thế Trúc nghiêm mặt Cậu xỉ nhục tôi cũng được Nhưng không được phép xỉ nhục người dạy tôi Người đó không có tội Nó là một quyển sách Có tội tình gì đâu mà cậu chửi nó Người ấy càng nghe càng dối chưa hiểu đầu cua tay nhau ra sao Cậu gặng hỏi Hả? Quyển sách sao? Là như thế nào? Trúc ôn tồn giảng giải Tôi nhặt được ở ngoài bờ sông hai cuốn này Hai cuốn sách đông y Tôi học được một nửa thì bị thầy cậu lâu đi Chưa kịp nhớ hết Bây giờ cậu quyền đã hiểu ra vấn đề Cậu hắng giọng May là cô mới coi khỏe đấy Chứ cô mà kháng bệnh thì người ta đang lượn lành Cô chữa trò khỏe luôn thì khổ Mà cũng tài bao nhiêu thầy họ không tin. Đi tin loại bừa bịp, nhà cô. Ai cũng chết mê chết mệt, mới hay kia chứ. Trung vênh mặt tự hào. Đẳng cấp là ở chỗ đó chứ đâu. Tôi đoán đâu chúng đó. Không muốn tin cũng phải tin. Cậu thắc mắc chỗ nào, nói đi. Tôi sẽ quẻ cho cậu. Cậu quyền thở dài bó tay, không còn gì để mà nói. Bên cạnh Trúc vẫn đang hoang hoang, khoe chiến tích của mình. Cậu quyền bỗng đổi giọng, nhẹ nhàng khắc hẳn ngày thường. Hay cô muốn thử kết nối thế giới tâm linh không? Tôi sẽ cho cô thấy thế giới bên kia thực sự như thế nào. Trúc nghe đã sợn cả gai ốc, cô vội xua tay. Tôi nào có điên mà kết nối với cả người chết, người ta về bóc cổ chết bỏ mẹ ít chứ. Đang yên đang lành không thích, đúng là hết khôn dồn ra dại. Cậu thích thì đi mà làm, tôi không nghe. Lỡ mà đang lúc đó, cậu cắt cổ tôi chết luôn ai mà biết được, tỉnh táo còn cứ cứu được chứ. Cậu gọi thử cô son nhà cậu đi Biết đâu là cô ta đồng ý Tôi thấy là cô ta nguyện sống Nguyện chết vì cậu mà Cậu quyền hừ lạnh nhưng mà không nói tiếp Sở giết cậu ấy nhìn chúng cô Bởi vì cậu cảm nhận rõ ràng Phần âm của cô gái này Chỉ cô ấy mới có thể kết nối Với cả linh hồn của bu cậu Trúc im lặng một hồi Xong thì nói tiếp Mà này cậu quân có người yêu chưa thế Người ở bên cạnh trợn tròn mắt Đi mà hỏi cậu ta tôi biết đâu mà trả lời được chúc yêu xìu như bánh đa ngâm nước thì hỏi mà cậu ta cứ cười trừ thôi có chịu trả lời đâu tôi không biết nên là mới hỏi cậu chưa biết rồi hỏi làm thèm vào công nhận cậu ta đẹp trai thật không khóc chết dễ chịu ấm áp còn giỏi võ nữa chứ ôi giời nghĩ thôi cũng đủ giết chết con tim bé nhỏ này rồi cậu quyền lần này không còn giữ nổi bình tĩnh cậu nghiến răng ken kết nắm cổ tay của trúc đến đỏ ửng tránh xa nó ra không có ngày chết mất xác không ai biết đâu mà tìm trúc kinh hãi không nghĩ rằng cậu ấy phản xạ mạnh tới như vậy cổ tay của cô đau nhói đau thả tôi ra tôi biết rồi không nói thì không nói là được chứ gì cả buổi hôm ấy trong phủ này căng như dây đàn ai cũng khó chịu với sự xuất hiện của cậu quân tâm chiều mọi người tất bật chuẩn bị bữa ăn thì một ông thầy mặc đồ đạo sĩ tay cầm kính chiếu yêu vừa đi vừa nói yêu ma mau hiện hình bọn chúng thấy thầy hoạt đồng loạt cúi đầu chào lễ phép thầy là người thân cận ở phủ này đến quan thái sư còn phải kiên nể vài phần mỗi khi thầy phán có yêu ma quỷ quái là y như rằng giống tố bắt đầu sắp sửa ập tới cậu kiên từ trong nhà phi nhanh ra ngoài tay bắt mặt mừng ôi thầy tới mà không báo trước để chúng tôi kêu người ra rước thời gian thầy bế quan tu luyện dân tình xáo trộn nhiều lắm. Ông Hoạt nghiêm mặt. Để ta bắt yêu mà cái đã. Khoan nói chuyện chính sự. Ông ấy lùng sục đi khắp nơi. Ba bà vợ và cả ông Trình nghe tin thầy Hoạt cũng đồng loạt đi xa. Người đàn ông kia bốc một nắm đất lên người. Sắc mặt của ông ta thất kinh thấy rõ. Rồi đánh mắt sang hướng cậu quân bất ngờ mà lên tiếng. Nó chính là nó. Hồn con tú đang vất vườn ngoài bờ bụi. Nó chết oan lắm nên là hiện hồn về khóc suốt. Tôi về đây, mở đàn cầu siêu cho nó, nhưng ai ngờ nó, nghe bọn xấu xú dục, bỏ về trước. Nhập hồn vào xác cậu thanh niên này, không mau bắt cậu ta ra ngoài, là sẽ còn gặp phải nhiều đệ hạn nữa. Ông thích cậu ta dạo này, tính khí thay đổi, hành động kỳ lạ hơn xưa đúng không? Ông Hoạt nói tới đâu, mấy người ở đây chuột dạ tới đó, họ không ai nói với ai, thế nhưng trong lòng đều tự cảm thấy con lý. Cậu quân tự dưng lần này đòi về ở hẳn. Xưa kia thì cậu ấy chưa từng như vậy bao giờ. Lần nào lâu nhất ở đây cũng chỉ được chừng một tuần là cao thủ rồi. Không những vậy, lần này cậu ấy cởi mở, dễ gần, gặp ai cũng trò chuyện vui vẻ, xem ra rất là bất bình thường. Lúc đầu họ vẫn cho rằng lạ, nhưng mà khi nghe thể hoạt phán như vậy, họ mới cùng nhau vỡ lẽ. Cậu quân ho khan vài tiếng, giọng vẫn trầm ấm như ngày thường ông vì tôi mà xem ra tiêu tốn, không biết bao nhiêu công sức ấy nhỉ. Nói như ông thật không khác nào, kiểu thầy bói xem voi nói kiểu gì cũng được, gió chiều nào xoay chiều ấy. Ông Trình nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngẩn như người ở trên mây, nhưng vì không muốn cậu quân phật ý. Khó khăn lắm cậu ấy mới đồng ý. Về lại, lập nghiệp. Giờ nói lung tung như vậy, cậu ấy bỏ đi biệt xứ luôn mất. Thấy tình hình gay gắt thì ông ta nhanh chóng xoa dịu thầy xem có nhầm lẫn ở đâu không thằng quân nó mới về và lại tôi thấy nó bình thường chẳng có gì khác biệt cả trúc nãy giờ núp vào một góc nghe ngóng tình hình sau khi mà phân tích kỹ càng cô mới dõng dạc bước ra trúc nhìn thầy hoạt cô khoanh tay trước ngực nếu tôi đoán không sai thì trên đường tới đây ông đã đi ngang qua một cánh đồng rất lớn còn tranh thủ ăn cái bánh tu hú ông dừng lại hái một nắm lá trinh nữ nữa ông tính rằng lấy lá này về, vạch mặt cậu quân có đúng không? Ông sẽ nói đại loại như thế này, nếu như trong người cậu ta có hồn ma, thật sự bám vào, thì đám lá này đang màu xanh sẽ dù sang màu vàng, đúng chưa? Ông Hoạt nghe tới đâu, toát mồ hôi hột tới đó, vốn dĩ là trước khi tới đây thì ông ta đang nghe xanh cô gái này. Cậu Kiên khẳng định chắc nịch, như đinh đóng cột rằng cô ấy là giả dạng. Ông hiện tại bây giờ vẫn chưa có thời gian kiểm chứng, xem thực chất cô ta là người như thế nào. Ông Hoạt lo mồ hôi, cố gồng mình để không mất bình tĩnh nhưng thực ra ở trong bụng vẫn đang run như là kỳ sấy. Cô mang danh mượn ba, mãn nói hàm hồ, không biết trước biết sau. Cô nói chuyện với tôi kiểu như nói với cả người ngang hàng phải lứa với cô vậy. Cẩn thận cây mồm, không có ngày bị bề trên quật cho kèo méo miệng đấy. Ông Trình thấy người này có giận như vậy vội vàng chữa cháy. Thôi vào đây uống ngụm trà đã cho hạ hỏa. Người nhà cả mà, có gì từ từ bảo ban nhau. Ông nhanh tay kéo người kia vào trong nhà. Bà ba nắm chặt tay, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ, căm thù. Hai bà còn lại thì lườm trúc Họ vẫn mong điều ông thầy ấy nói là sự thực. Muốn nhanh chóng, tống khứ cậu quân ra khỏi phủ càng nhanh càng tốt. Chúc thấy cậu ấy vẫn đang bẩn thần, thì đập mạnh vào vai. Đừng lo, lão ta, tôi đối phó được mấy trò bịp này sao mà qua nổi mắt tôi. Cậu quân quan sát kỹ cô gái này, cậu thừa hiểu rằng cô ấy chẳng biết gì bói toán cả, chẳng qua là khôn ngoan nắm bắt tình hình. Hồi nãy hứa quần của ông ta có cỏ may và buồn ruộng, bởi thế mà cô ấy nói rằng đi qua ruộng. Trên vai áo có vài gai trinh nữ. Trong bị của ông ta đeo lòi ra một chút lá trinh nữ. Lá này tầm chất thuốc đang màu xanh ra ngoài không khí, chỉ một chút xíu sẽ tự động chuyển sang vàng, nhưng phải công nhận cô ấy thông minh. Tùy cơ mà ứng biến linh hoạt, đáng tiếc đã làm vợ của người ta rồi. Nhưng nhìn thái độ của cô ấy, xem ra là chẳng ưa gì cậu quyền. Hai người họ như nước với lửa, cứ ở gần nhau là cãi nhau tránh trả, bất phân thắng bại. Trúc Mai ngắm nhìn cậu quân mà quên mất đi chồng mình đang đứng ở phía sau. Cậu quyền lấy cái kèn từ từ, đặt gần tay của Trúc hét lớn. Trời cản rãi rồi kìa. Trung quá sức bất ngờ, cô phung mạnh tay rồi nhảy sang bên cạnh. Khi mà nhận ra cậu quyền, cô điên tiết. Loại khùng không ra khùng, điên không ra điên. Cô dậm mạnh chân xuống đất rồi bỏ xuống bếp, xem mấy người nấu ăn. Cậu quyền nhìn người bên cạnh đầy khinh bỉ. Thực ra là cậu thừa biết rằng người này có điểm yếu chí mạng. Cậu ta bị dị ứng với cả tôm. Mỗi khi mà ăn nhầm tôm là ngứa muốn phát điên cả người mấy ngày trời. Dù biết cách chỉ rất điểm bệnh này nhưng mà cậu mặc kệ, không thèm quan tâm. Cậu ấy vẫn còn ghi hận trương cậu quân vu oan cho mình đánh con quan thừa tướng. Lúc đó, cậu bị đánh một trận cho nát cả mông, cấm túc ra khỏi phủ trong vòng một năm, mà rõ ràng lần đó là vì muốn cứu cậu ta, bởi thế mà cậu mới xông vào đánh người kia. Lần thứ hai, cậu nghe lén được cuộc trò chuyện giữa bà ba và người này về vấn đề chia gia sản. Cậu quyền lúc đó vẫn còn nhỏ, ngu ngơ đi mách thể mình kết quả lại bị quỳ hai ngày ở sân do tội vu khống cậu quân mỉm cười xem ra trí nhớ của cậu tốt thật đấy vẫn còn nhớ cả mấy chuyện trước kia mà cô vợ của cậu ngon thật đấy cô ấy xem ra rất là hứng thú với tôi thì phải có cần tôi tán thử cô ấy xem có đủ hay không cậu quyền nắm chặt tay nhảy bổ vào đấm thẳng mặt cậu ta người kia ngã vật xuống đất không thèm chống đỡ bọn gia đình phải kéo cậu ra ngoài Người kia vẫn cầm lên Mày thử đi tao coi nào Tao coi mày sống ở trên đời được bao nhiêu ngày nữa Ở trong bếp Trúc nhìn thấy cậu ta hùng hổ đánh người Lắc đầu ngắn ngầm Loại vũ phu muôn đời không thay đổi được Ông Hoạt được ông Trình mời ở lại Không từ chối mà gật đầu luôn Ông ấy bằng mọi giá Sẽ phải nắm thóp được Hai cái gai ở trong mắt để mà xử lý chúng Gần lúc tối Khi mà hai ông đang ngồi chơi cờ Thì bỗng dưng bàn thờ bị sập toàn bộ bát hương vỡ tan tành. Ông Trình thất kinh vào đầu. Sao, sao thế này được? Ông ấy run run bước tới, nhặt từng mảnh sành, nâng niu đưa lên quan sát. Nhưng các ngón tay đột ngột tê cứng lại như bị kim chích, vội vàng rụt tay về. Thề hoạt nhân cơ hội này nói luôn. Đấy, tôi nói rồi, ông có nghe đâu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều chuyện lắm, đang chuẩn bị đến rồi đấy. Ông Trình kêu người vào dọn dẹp, nó bọn chúng sắp xếp phòng cho ông hoạt nghỉ ngơi còn mình leo lên giường trượt mắt lát hôm nay ông quá mệt mỏi muốn có thời gian chấn tính mọi chuyện mấy đêm rồi ông thường nghe tiếng nói ù ù ở bên tai giống như tiếng gió lúc thì như người đang thì thầm vốn xưa nay mê tín lần này lại càng sợ hãi thế nhưng nếu bắt cậu quân đi nơi khác ông càng áy náy hơn xưa kia mạng của ông là do cậu ấy cứu về nếu không có cậu ấy ông chết mất xác ở trong rừng rồi buổi tối khi mà chuẩn bị cơm ăn đang nghe mợ dung bù lu bù la cậu làm chồng cái kiểu gì thế chỉ suốt ngày bài bạc đỏ đen đến cả đống đồ hối môn của tôi thầy bù cho tôi cậu cũng đem đi cầm hết có ai khổ như tôi không hả trời cậu kiên không vừa cũng gai gắt giờ hối hận rồi có phải không cô hối hận vì cả cho tôi chẳng phải cô vẫn sai đắm yêu sống yêu chết thằng quân bây giờ nó về rồi thì cô sở chứng ngon thì đi mà theo nó. Mợ dùng ấm ức, giơ tay lên, định trực tát, nhưng bị chồng mình tắt mạnh vào đầu, bóp chặt cổ. Cô muốn về với nó có đúng không? Trúc đang dọn cơm, thấy cảnh này thì giật mình. Cầm ngay đồ quốc mộc, xông thẳng vào đập, bông bốp đầu cậu Kiên. Kinh đau quá, vội vàng buông vợ mình ra, quay qua đập mạnh vào bụng của Trúc. Cô ta bay cả ra thềm, đau điếng ôm bụng của mình. Đồ vũ phu, đau chết tôi rồi tôi có một màu thế này thôi, giờ sao mà cao cho nổi, trồng cây chuối bao ngày công cốc. Cậu kiên bị đập cho chảy máu đầu, thì lồng lộn, lật tung cái bàn. Cậu ta nhặt khúc gỗ, có cả cái đinh đang lào xa, hùng hổ hồ mà bước tới. Trúc lết nhanh ra ngoài, tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm. Cậu kiên lấy đà, bật lên, dáng mạnh khúc gỗ vào đầu của cô. Trúc chỉ biết co súng người, nhắm chặt mắt, cả người rung bần bật. Huỵch một tiếng động rung trời vang lên trúc thấy mình vẫn bình an vô sự vội vàng mở mắt ra cậu kiên đang nằm vật ở dưới đất còn cậu quyền đang đấm túi bụi vào người này một cô gái mà mày cũng xuống tay được thằng mất dậy kiên cả người nhuộm đỏ màu máu bà hai thấy cảnh này kinh sợ vô cùng thì hét toáng cả lên thằng con hoang kia nó giết con tôi rồi ối giời ơi chúng mày mau cứu cậu hai bọn gia đình nghe thấy bà hai, họ mới chạy nhanh tới mà ứng cứu. Cậu Quyền, sau khi mà đấm đá thỏa thuê, đứng dậy, vùi tay đỡ vợ mình dậy. Bà hai ôm con trai vào trong lòng mà khóc lóc. Sao vậy con? Sao để thằng đó đánh con ra nông nỗi này kia chứ? Còn dạy thế, không biết đường đánh trả sao? Cậu Quyền quắc mắt. Bà im đi. Bà sóc con bà, chứ nó đánh vợ tôi, thì tôi không sót chắc. Câu nói ấy làm cho ai kia phải chấn động chú không ngờ cậu ta có thể nói ra những câu này. xưa nay thì cậu ấy toàn kiếm cớ gây sự, chưa khi nào nói với cô một câu tử tế nghiêm túc cả. hôm nay chính miệng cậu quyền nói ra như vậy, thật lòng cô có một chút không quen. bà hai nhìn trúc rồi quay sang nhìn dung như là hiểu ra sự tình. ông trình xưa nay ghét nhất mấy tiền loại, đàn ông khỏe mạnh đi đánh phụ nữ, bởi thế giờ chuyện này tới tai của ông, con trai của bà chắc chắn là càng thiệt thòi hơn cậu quyền nhắc vợ ra ngoài ở đây bẩn mắt nữa dùng ôm mặt vụt chạy ra ngoài cô ra góc sau phủ ôm mặt khóc cô không thể nghĩ rằng chồng của mình đổ đốn tinh như vậy xưa kia nghe thiên hạ đồn thổi cậu ta tinh thông sách thánh hiền nhỏ nhã học rộng biết nhiều cậu ta còn là con ruột của quan thái sư lúc đó cậu quân vẫn là không danh phận gì cả bởi thế thì cô vui bỏ cậu quân đi theo người này ai ngờ chớ trêu tới như vậy. Bây giờ hối hận cũng quá một mảng rồi. Không thể quay đầu làm lại được nữa. Cậu Kiên ngày càng quá đáng. Trước mặt người khác luôn tỏ vẻ yêu chiều vợ, sợ vợ. Thế nhưng mà đêm xuống thì cậu ta đang nghiến cô không thương tiếc. Chuyện cô mất trinh tiết với cả cậu quân cũng bị người này rủa cho bao năm nay. Nhưng cậu ta bản tính sĩ diện, không bao giờ muốn cho người ngoài biết về chuyện này. Cậu ta ra ngoài vái khú lăng nhăng, có bao nhiêu tiền đem cho gái hết sạch. Nín đi, cô khóc, cũng không giải quyết được việc gì đâu. Nhận ra giọng quen thuộc này, Dung ngẩng đầu lên cao, thấy chiếc khăn tay đang giơ lên cho mình. Dung đón lấy, lau vội đi giọt nước mắt của mình, giọng khản đặc. Em có lỗi với cậu, em sai rồi. Cậu quân đưa xong thì bỏ đi, không nói thêm lời nào. Dung càng khóc to hơn, khóc cho lỗi lầm, khóc cho số phận của mình. Cô chẳng hề muốn cậu ấy chứng kiến mình thảm hại như thế này đâu. Cô gái này, bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, khó gần, để không ai thấy được, trái tim của cô mỏng manh yếu đuối, chỉ cần một xúc phạm nhỏ, đủ để cô rơi nước mắt rồi. Trúc đi sau cậu quyền, ngâm ngắn ngáp dài. Cậu quyền, có môn công phu nào mà chỉ cần luyện tập mấy ngày, thì tôi sẽ trở nên thần thông quảng đại, nhìn thấu tâm can của người khác không? Tôi muốn thấy trước tương lai vận mệnh của họ người kia bình thản trả lời. Có chứ, chỉ cần chọn một hố sâu vài thước, cô nằm ở trong đó. Tôi sẽ kêu người lấp đất, khi đủ 7749 ngày, cô khắc thành thần tiên, cái gì cũng đều hay cả. Không cần cực khổ học làm gì. Trúc hiểu rằng cậu ta đang nói điều mình thì bực tức. Này, cậu yêu tôi nhiều tới thế hả? Thế thì cho tôi tiền đi, hứa cho tiền mà chẳng thích cho. Cậu quyền thừa hiểu tính của vợ mình. Cô ấy lái một hồi lại quay sang chuyện xin tiền. Cô ấy xin tiền cũng chẳng tiêu gì, cứ dồn lại trong cái bị giấu ở trong cầm giường. Cậu không hiểu sao, không tiêu, cô ta cần gì tiền mà nhiều tới như vậy. Trúc vào phòng, hí hửng cúi xuống cầm giường, lôi cái bị ra mà đếm. Cô có niềm vui mỗi khi mà lên giường, sẽ đếm tiền để lấy động lực. Vừa mới mở ra thì cô hốt hoảng. Tiền, tiền của tôi đâu? Tiền, chúc lê mạnh cậu quyền ấm ức trả tiền cho tôi cậu giấu ở đâu mau trả cho tôi tiền mồ hôi sương máu của tôi đấy cô ấy nước mắt rơi lã trã, mặt đỏ tí tai làm người ở bên cạnh cũng phải bối rối cậu nhăn mặt cô nhớ cho kỹ vào cô có mang đi đâu để quên không tôi đâu có thiếu tiền mà phải động đồ của cô kia chứ chúc ngồi bệt xuống đất cứ vậy mà gào tôi để ở đây giờ không còn đồng nào hết nó lấy trộm của tôi hết rồi cậu đi tìm cho tôi đi không tìm ra là tôi tự tử thật đấy tôi không có muốn sống nữa đâu cậu quyền thở dài an ủi được rồi đứng dậy đi tôi dẫn cô đi tìm chắc chắn chỉ ở trong phủ thôi không thể ở đâu khác được lục tung từng người chỗ ở của họ nữa tôi không tin là cha không ra số tiền đó chúc nghe cậu quyền nói như vậy liền thấy có lý bật dậy, hai người bước đi ra khỏi cửa, đang nghe bọn gia đình nhốn nháo với nhau. Chúng chạy rầm rầm tới phòng cậu Kiên. Vợ chồng Trúc thấy gì đó không ổn, cũng mau chạy ra, xem rằng có chuyện gì xảy ra. Đến nơi thì cả hai chết sững khi mà cậu Kiên đang hồng ra đống máu vào cách thau Cả người cậu ấy co giật tím tái. Cậu Quyền thấy vậy, tình hình không khả quan, bước vội lên bắt mạch kiểm tra. Thế nhưng bà hai thì gầm cả lên. Mày là mày đánh nó ra nung nỗi này Con của tao có mệnh hệ gì Thì tao liều cái mạng này với cả mày Ông Trình nhìn con trai Lòng dạ dối bời Mau nói với cả ông Hoạt Thầy Linh coi xem thử cháu thế nào Ông Hoạt kiểm tra phần đầu Bắt mạch rất cẩn thận Kỳ lạ thay Khi mà ông ấy sờ tay của người kia Mặt của ông ta cũng dần đen lại Ông Hoạt ngã trồng cành xuống đất Lắp bắp Nó, nó bị ma ám rồi ở đây có những hai con ma Một con ma ẩn náu Trong người cậu quân Con ma còn lại ẩn trong người này Ông ta chỉ thẳng tay Vào mặt cậu quyền Giọng lạc hẳn đi Con ma này hùng dữ lắm Nó đánh cậu kiên vì chấn thương não Nó còn muốn lấy cả mạng cậu ấy nữa Ông còn chần chờ gì Mong nghe tôi bắt hai con đó đi Qua đêm nay thì thần tiên Không thể cứu nổi đâu Cậu Kiên tiếp tục phun ra ngụm máu cậu ta xem chừng bị thương rất là nặng mà rõ ràng hồi nãy vẫn còn bình thường trúc bất ngờ lên tiếng ông coi lại đi tôi thấy một con quỷ kia kìa bây giờ chỉ còn cách là thiêu sống mới bắt được nó thôi ông hoạt nghe trúc nói vậy thì trong lòng dần thấp thỏm không hiểu là cô gái này tính giờ trò gì ông ta nhân cơ hội đang được thái sư tin tưởng đánh liều phán tiếp cô nói linh tinh cái gì đấy quỷ nào ở đây Trúc làm bộ thần bí. Cô lấy từ trong người ra một tờ bùa màu vàng đặt trước mặt, tay còn lại dưa cao rồi viết vào không trung lằng hoàng, không biết là chữ gì. Cô ấy hú lên một hồi, mọi người đang chăm chú theo dõi thì bỗng nhiên tờ bùa đó liền bốc cháy. Trúc vẫn lẩm bẩm Yêu khí con quỷ này mạnh quá, nếu mà không thiêu sống, đảm bảo là từng người trong phủ này sẽ bị nó hại chết. Cô vừa dứt lời, cái chạn ở trong bếp đổ rầm xuống đất bát đũa vỡ tan tành, xong nồi va vào nhau loảng choảng. Rõ ràng trong bếp không có ai, mà tại sao tự dưng đổ đạc đổ như vậy? Mọi người hoang mang cực độ, Trung thản nhiên thêm vào. Con nói mà thầy bu không có tin, lại đi tin người ngoài này. Cậu kiên đây vì con quỷ này nó hành, bởi thế bệnh mới nặng như vậy. Giờ có cách đảm bảo hiệu quả tức thì, chỉ được bệnh ho xa máu. Ông chỉ nghe vậy mà tò mò hỏi lại. Cô nói đi, cách gì? mỗi người kiếm chỗ kín đáo, đi tiểu vào cái chai cho con. Con trộn lẫn lại, hòa cùng ít bùn. Cậu ta ngày uống 5 lần, mỗi lần một bát là khỏi ngay ế mà. Tình hình này đúng quả thực, nằm ngoài dự kiến của cả bà hai và cậu Kiên, khiến cho hai người tái mặt. Trung liên tục dặn dò mọi người, làm theo ý của mình. Bà hai xót con, ngay lập tức thì thoái thác. Tao chưa từng nghe thấy bài thuốc nào mà khủng điên như thế. Thằng Kiên uống vào sẽ như thế nào? Thôi, tất cả ra ngoài cho thoáng khí. Thầy Hoạt gây đơn đi. Sư này thẳng kiên, vẫn uống thuốc của thầy mà. Trúc được đà càng thêm vào. Không cần thuốc gì cả. Con đảm bảo, theo bài thuốc của con sẽ hết ngay. Bây giờ, con phải bắt bằng được con quỷ kia đi. So với cả hai con ma mà thầy Hoạt nói. Xem con nào ác hơn con nào. Ông Hoạt hiểu cô gái này đang khích tiểu mình. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông nhắm mắt lẩm bẩm Oan hồn kia thấy ở đây dương khí quá mạnh, bởi thế trốn đi luôn rồi. Tại cô đấy, con gái con nữ gì, mùng ngoạc, thứ tận mang tay. Tôi thấy cô còn chạy mất cả xếp, huống hồ hồn ma. Chúc cười khanh khách. Bởi tôi là thầy chuyên bắt ma, nên là chúng không chạy có mà chết. Mà hay nhỉ, nó gặp thầy, nó không sợ. Gặp tôi lại chạy toán loạn, con quỷ mặt dài, cũng biến mất luôn. Có phải chăng công lực của tôi thâm sâu hơn thầy nên là mới vậy. Ơ thế thầy bu tôi thay thầy về làm gì nhỉ? Có tôi rồi, cần gì thầy ở đây nữa? Thầy Hoạt nghẹn ứ ở cổ. Chẳng biết là phải nói sao cho phù hợp. Giờ há miệng là mất quay. Ông ta không nghĩ cô gái này mù miệng sắc bén tới như vậy. Ông trình chứng kiến mọi việc thì càng tin lời của Trúc hơn. Cô ấy chính là người trở thật. Ngay cả thầy Hoạt nổi tiếng là tài giỏi như vậy mà vẫn không phán đoán bằng Trúc. Ông chỉnh thấy không khí ảm đạm như vậy Vội vàng xua tay Thôi thôi được rồi Đuổi được nó đi là tốt rồi Mà sao thằng Kiên bị xây sát khắp người thế kia Ai đánh mày có đúng không Bà hai ấm ức đang định mở lời thì Trúc đã nhanh miệng hơn Hồn ma của mợ tú đây thầy Khi nãy thầy không nghe Ông Hoạt nói ạ à. Mọi người nghe có vẻ vô lý Nhưng mà con cảm thấy y chang như là thầy Hoạt nói Chỉ những người có mắt âm dương mới thấy được việc làm của những hồn ma thôi. Cậu kiên này do tâm địa tâm tối, bởi thế mới là nơi trú ngụ tốt nhất của các vong hồn, chứ như mọi người ở đây, đâu ai bị đâu. Cô ấy mỗi lúc một nói lời mỉa mai, móc mỉa ai kia, mọi người cũng thừa hiểu nhưng mà không dám thanh minh bởi họ đều bị dồn vào thế khó. Cuối cùng thì ông Trình đành phải giải tán để cho cậu Kiên ở cùng với cả bà hai trong phòng thôi. Ông Hoạt lần này bị mất hình tượng trầm trọng ông ta ông bụng tức tối nhưng mà chưa thể nghĩ ra cách gì để hạ cô gái đó trúc vinh mặt như đang thách thức nhưng thực ra là tim đập chân run nãy giờ cô toàn nói phét có biết cái gì đâu ngay cả thứ nước tiểu kia cũng là do cô tự biện ra khi nãy thì cậu ta bị đánh vào chân tay không hề tổn thương mạnh ở đầu thì sao mà nặng tới mức như vậy chắc chắn là thủ thuật của bu con bà hai nghề bảo uống thứ nước kia, không sợ vãi linh hồn mới lạ. Đang yếu cũng phải thành ra khỏe thôi. Trung ngẫm nghĩ. Cứ tùng tìm cười suốt. Cậu Quyền gõ mạnh vào đầu của cô khó chịu. Đôi mắt âm dương của cô ghê thật. Vậy tìm ra đống tiền đó chưa? Cậu Quyền nhắc về số tiền bị mất trộm của mình. Trúc mới sực nhớ ra cô miêu máu. Quyền bố nó mất rồi. Giờ sao hả cậu? Măn tôi nãy nhìn thấy hồn ma mà giờ nó bất khả năng đấy rồi. Người kia nhếch mép, cười đầy khinh bỉ. Cậu ấy thừa hiểu bản chất khoác lác của vợ mình, bởi thế chẳng thèm chấp. Trúc thấy cậu ấy im im, không nói gì, cứ tưởng cậu tin mình, bởi thế càng được đà, chém gió tứ tung. Cậu quyền gọi hết, gia đình tập trung lại, giọng đầy sát khí. Trong các người, có kẻ đã cố tình, lèn vào phòng, ăn cắp chỗ tiền của mượn ba, khôn hồn mang trả về chỗ cũ. Bằng không thì qua đêm nay, ta lấy mạng kẻ đó, ta cho các người cơ hội cuối cùng chỉ cần bỏ lại chỗ cũ sẽ xí xóa mọi tội trạng cậu ấy chỉ nói vậy sau đấy cho mọi người giải tán trúc vẫn ngơ ngác không dám tin bằng cách này có thể lấy lại số tiền bị mất tên trộm nó sẽ giấu kỹ hơn chưa ngu gì mà trả lại cô chẳng thể hiểu mục đích cậu ta là gì tại sao mà đánh trống khu chiêng xong thì lại thôi chẳng khác nào thả hồ về rừng cô chuẩn bị một manh chiếu ngồi ở giữa sân xếp bằng khuôn mặt vẫn thản nhiên không cảm xúc có một tên ăn trộm Lèn vào giữa ban ngày Nó cứ ngỡ mình hay Nhưng mày không thể thoát Thằng Thiện, thằng Thiện lại đây Mày biết tội mày chưa Thằng Thiện nghe tới tên mình Hồn phách thì lên mây Lập cập chạy tới Nó quỷ xuống giọng yếu ớt Mở gọi con ạ à? Chúc Trúc gườm gườm nhìn thẳng mặt nó mà quát lên Số tiền kia đâu Khôn hồn mang ra Nếu không thì ngươi Từ lãnh hậu quả Thằng Thiện run lẩy bẩy ly nhí Con lệ mợ tha cho con lần này Con chót dại Con chẳng dám nữa đâu Lát con mang trả cho mợ mưa si vào chúc cũ Trúc tính chơi trò đánh tâm lý Hỏi từng người một Với hy vọng là cha xa manh mối Ai ngờ Mới tà người đầu tiên Đã trúng phóc Cố nghiêm nghị Được Ta chấp nhận không truy cứu Thôi ra ngoài đi Ta đang luyện công Nếu không thì ngươi sẽ bị thương nặng Trúc ấn mạnh tay vào trán người đó rồi lầm bầm. Người đã là thuộc hạ của ta rồi phải nghe theo ta, nếu dám hai lòng phản bội, sẽ chết không nhắm mắt. Cô ấy vừa nói xong thì ngờ mặt lên trời, nói thầm ở trong miệng, nghe không rõ. Thằng Thiện thấy cả người nóng gian, nó sợ hãi, thần hồn nát thần tính. Còn con nhớ rồi, con không dám đâu. Nó đi khỏi, Trúc cũng cầm manh chiếu đứng dậy đi vào trong nhà. Cậu quân từ xa, dõi theo, vẫn lắc đầu tùng tìm cười. Cậu không dám tin cô gái này có thể lắm chiêu trò tới như vậy cái gì cũng nghĩ ra được, còn cả thêm mắm dặm muối như thật vậy. Những hành động của người này dĩ nhiên là không thể qua mắt nổi cậu quyền. Cậu ấy nhìn hết mọi người, sau đấy thì quay sang nhìn vợ, trong lòng dâng lên một sự khó chịu. Mợ dung từ lúc cãi nhau với cả cậu kiên thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu cả. Chắc mợ ấy đang trốn ở góc nào không thốt thiết rồi. Cậu quân đi nhanh lại phía trúc tươi cười. Hôm nay tôi nợ cô một ân tình nếu mà không có cô Chắc tôi gặp rắc rối to rồi Cô thích món đồ gì nhất Nói đi tôi tặng cho Chứ tôi sợ mua về không hợp ý cô Trúc nghe thấy được tặng quà thì mừng lắm Cô không ngần ngại mà nói luôn Mua cho tôi hai con gà trọi Tôi ở đây lập hội trọi gà Cậu cho tiền thì tôi cũng tiêu hết thôi Chi bằng tạo Công ăn việc làm cho tôi Bữa lão già kia cũng nhờ trọi gà mà phất lên Như giờ gặp gió vậy Bây giờ cậu đi tôi đi theo với cậu. Cậu nhìn vậy, không biết chọn gà đâu. Chọn mấy con ôm yếu, nó mổ cho phát gãy xương. Thì có mà đánh đấm cái con khỉ gió. Cậu quân càng lúc, càng cảm thấy cô gái này quả thực thú vị. Cô ấy không hề lễ nghi giống như người khác. Nói năng thì tự nhiên, không mảng cao thấp. Cậu quyền đi tới trong mày lớn tiếng. Cô tưởng là ai cũng tùy hứng như cô sao. Ở đây là phủ thách sư, có phải sòng bài đâu mà trọi với chả đánh đấm cô bị chúng nó đánh cho một trận thập tử nhất sinh vẫn là không chừa thế nhỉ trúc bĩu môi chẳng qua là tôi muốn xem thử cậu có đến mà cứu tôi hay không thôi chứ bọn nhãi danh đó chỉ cần tôi đọc mấy câu thần chú thì đảm bảo mỗi đứa bay một hướng rồi đấy cậu có quyền khinh thường tôi nhưng không được phép khinh thường tài năng thiên bẩm của tôi trúc nói một hồi làm cho hai người nghe xong mà choáng váng xây sầm mặt mày trúc kéo tay trông sành sạch đi ăn mừng Nay tôi đãi hai người, tôi tìm ra số tiền đó rồi. Cậu quân thấy vậy, xin phép khước từ. Hẹn ngày mai, dẫn cô đi sau. Bây giờ cậu đang bận chút việc. Trúc gật đầu, không bắt ép. Cô chạy ào ào. Cậu quyền thì bị lôi đi ngay sau đó. Cô nói lớn. Giờ tôi cho cậu thấy đỉnh cao của kinh dịch. Nó nằm ở chỗ nào? Cái mà cậu được học, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ môn này. Cậu quyền chán, chẳng thèm phân bua Mặc kệ cô ấy muốn làm trò gì thì làm chúc dẫn cậu tới một tiệm chơi trò xúc sắc. Một lần khi mà đi ngang qua, thấy đông người tụ tập ở đây nhưng mà cô chưa có dịp mà ghé chơi. Trúc nhếch mắt. Tiền đâu? Cho tôi vay ít, lát thắng tôi trả. Cô quyền trợn mắt. Cô nói mời tôi đi ăn, thế mà cô mời bằng không khí sao? Trúc cười hì hì, hàm răng khớp khỉnh, thỏ ra thụt vào. Tôi định là mời hai người đi ăn, nhưng mà cho tôi vay tiền, chứ tôi có đồng nào đâu mà trả. Một người cao giọng Nhanh lên, hai người chơi không, mần thời gian quá. Trúc chẳng ngại ngần, móc luôn túi quần cậu quyền, đặt trên bàn 10 hào. Bọn họ đang chú đầu vào xem chỗ xúc sắc kia sau khi mà lắc lên tổng số nút là bao nhiêu. Ai đoán chính xác nhất sẽ được tiền. Ở đây có tổng cộng 5 con xúc sắc, mặt cao nhất là 6 chấm. Người chủ cho vào cái hũ lắc mạnh rồi đặt xuống. Ông ấy làm điều nghệ, nhanh thoăn thoát. Chỉ trong nháy mắt, đặt cái dầm xuống bàn Tôi cược 15 nút, 20 nút, 10 nút. Một loạt những con số được đọc ra, cuối cùng tới lượt của chúc, cô giơ ngón tay bấm quẻ. Lẽ ra là tôi không chơi mấy trò này, tại vì nó dễ quá, nhưng vì muốn cho người đi cùng tôi thấy sự thần kỳ của môn kinh dịch này để cho cậu ấy mở mang tầm mắt, tôi cược 8 nút. Những người chơi suýt xoa tiếc nuối, cô ấy giỏi như vậy, nãy giờ theo luôn cho rồi. Cô ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột, không chúng mới lạ. Người chủ quán, khi thấy mọi người đã chốt hạ hết cả rồi, ông ta mở ra. Sáu cục xúc sắc bằng gỗ, mỗi cục một chấm duy nhất, ai cũng ngớ người. Còn ông chủ quán thì cười híp mắt, với hết số tiền vừa rồi. Trung gãi đầu, há mồm nhìn cậu quyền. Cậu ơi, sao lại thế nhỉ? Cho tôi mượn thêm tiền, phục thù lần này. Chắc nãy là do tôi tính toán sai lầm chút ấy mà. Lần tiếp theo, sau khi mọi người ra hết đáp án, người chủ quán mở ra lại một kết quả khác. Cứ vậy cả chục ván mới có duy nhất một người thắng. Trúc càng thua càng cay cú. Cô tử nhỏ đam mê trò này rồi. Cô có khả năng là nghe thấy tiếng kêu, đoán số nút, vậy mà hôm nay không trúng lần nào. Cô bực bội. Lần này tôi lắc, ông tránh ra. Người chủ quán lập tức phản đối. Không được, ở đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Cô không chơi thì mời ra chỗ khác. Trông mỗi lúc một sinh nghi, cô quyết tâm là phải làm cho ra nhẽ. Trúc bất ngờ lật tung cái bàn lên thì trông thấy có một người đang lồm cồm ngồi ở dưới. Bàn này xếp ở sát tường, phủ bằng hai cái chăn trùng kín đất bởi thế mà không ai để ý. Hóa ra, dưới chỗ mà ông chủ đặt xuống sẽ có một lỗ hồng, có miếng gỗ di chuyển được. Ông ta cố tình đọc to các nút để mà tên ở dưới có dịp tính toán. Thay con xúc sắc, chúng không để cho ai dễ dàng kiếm được tiền mà mang đi. Lâu lâu mới để một người chúng để họ đỡ sinh nghi. Mấy người kia nhảy bồ vào đấm đá cả người chủ quán và tên chui ở dưới kia. Hai người đó chỉ biết là ôm chặt đầu chịu trận, phan xin dối xít. Trúc lo sợ án mạng xảy ra, bởi thế mà sơ tay ra hiệu dừng lại. Mỗi người lấy cho mình một phần tiền, rồi rời đi. Ai cũng không quên mà chửi bới, tiên sư loại lừa đảo. Trúc ông vai báo cổ cậu quyền mặc kệ người đó có phần khó chịu, cô thanh minh. Lẽ ra cậu phải trầm trồ khen người tôi đấy, nhưng do lão ta ăn gian thôi. Cậu thấy tôi ngầu không, cái gì cũng biết. Hai người lưng thững trở về nhà, mới vừa tới cổng, đã nghe tiếng khóc thảm thiết của bà hai. Đám gia đình đang chạy ngược chạy xuôi. Ông Trình quát tháo ỏng tỏi. Cậu quyến đi vội vào trong, cảnh tượng làm cho hai người chết sững. Cậu kiên, cả người trắng giã, cứng đờ. Được thay bộ đồ mới đặt trên tấm phản ở giữa sân. Bà cả với cả bà ba cũng vật vã, nước mắt đầm đìa. Trúc loạn trọng, không dám tin đây là sự thực. Cô bám lấy cậu quyền. Chết chửa, đang yên đang lành. Thì hắn ta lăn đùng ra thế này. Cậu quyền nghiêm mặt, hai bàn tay cậu đạt vào nhau. Cậu đang lục lại xem giúp cuộc người này bị gì mà chết. Trong tiềm thức, cậu thấy ảo ảnh của một người mặc bộ đồ đen đang đổ lọ thuốc vào miệng người này Cậu ta uống xong thì sủi bọt Dễ dễ vài cái Rồi chết ngay tại chỗ Người kia lục từ trong túi áo nạn nhân Lấy ra một túi vải Không biết là trong đựng gì Cậu quyền chỉ nhìn đường tới đó Thì một luồng sáng xoẹt qua mắt Toàn bộ ảo ảnh bị biến mất Cậu đưa tay lên mũi Thấy thoang thoảng mùi của hoa nhài Bất giác cậu nhìn sang bà hai Thấy bà ấy khoái miệng như hơi cười Không giống như người mẹ đang bị mất con Bốn mắt chạm nhau Bà ta ngay tức khắc lại gào khóc cả lên như đang là đau khổ lắm. Ông Trình không còn giữ được bình tĩnh, đã xỉu ngay tại chỗ. Được mấy người khiêng về phòng, bà cả thay mặt ông ấy đứng ra lo hậu sự. Bà nén đau thương mà sụt sùi. Thầy Hoạt phán do cậu Kiên giường đã tận bởi thế bị oan hồn nó hại thôi. Thôi thì chúng ta đau đớn mấy cũng chẳng làm được gì. Mong cậu ấy ra đi thanh thản, nhưng mang cậu ấy ra đồng lo hậu sự đi bà hai ôm chặt lấy con trai, không cho ai khiêng đi. Bọn người ở, phải gỡ tay mãi, cá bà ấy ra ngoài. mượn dung đang quỷ sụp ở gần đó mà khóc tới ngất cả đi, hai mắt sưng húp. Bầu trời lúc này nắng chó trang, không một tí gió, tiếng khóc thê lương tới mức não lòng. Bất chợt thì trúc một miệng. Khoan đã, sau dưới cổ cậu ấy có cái gì kia? Mọi người khừng lại, quay theo hướng mượn ba chỉ. Trung không hề cảm thấy sợ hãi, mà điềm nhiên bước lại ngồi xuống đưa tay kiểm tra cái xác kia. Trên cổ cậu ấy có một vệt màu xanh đã khô. Ở miệng, nếu mà nhìn kỹ, vẫn còn thấy một chút màu y như thế. Cô suy ngẫm, khả năng là hung thủ đã hạ độc bằng thuốc có màu xanh này. Cậu ta bị ép, bởi thế mà nước trào ra cả ngoài, xuống cả phần cổ, lo không sạch. Vì thế, mới có vệt mờ mờ như vậy. Để chứng tỏ mình đây là người am hiểu đông y, cô còn uy nghiêm, kiểm tra kỹ các phần khác. Trúc nắm cổ tay của nạn nhân, mặt mơ màng, như kiểu đang bắt mạch. Con Trinh không nhịn được mà vội hỏi. Ủa mợ, xác chết thì làm gì có mạch nữa mà mợ khám lâu vậy? Trúc ngớ người, vội vàng chữa cháy. Tao đâu bắt mạch, tao đang coi xem phong hồn kia chạy tới đâu rồi, nó còn làng vàng ở đây không? Mày giỏi thì vào đây mà khám đi, nói nhiều. Con Trinh thấy mợ Trúc nổi giận vô cớ thì im bặt không dám nói gì tiếng nào mợ ba thản nhiên đứng dậy mà khoát tay. Chúng cất cậu ấy tử tế vào, nhớ rắc bột vôi ở xung quanh, trong 10 ngày, sang ngày canh giữ ở mộ cẩn thận. Giọng cô ấy lúc trầm lúc bồng, sắc mặt nghiêm khắc, làm cho ai nấy cũng giận cả tóc gáy. Tài năng của Trúc không cần phải bàn cãi, bọn họ quá hiểu điều này. Chúng nhanh chóng, cột sắc cậu Kiên vào banh chiếu rồi khiêng đi. Bởi vì không muốn tin đồn, cậu Kiên bị ma hành tới chết nên là bà cả ra lệnh không ai được phép ồn thổi ra ngoài. Xưa kia, có một gia đình báo án con gái của họ bị ma nhập. Xong nó hành tới mức chết đi, nhưng quan thay sư nhất định không tin. Có sai người đánh ông ấy 50 gậy, tội dám lừa gạt quan. Lần này, nếu tin cậu Kiên vỡ lời ra ngoài, thì ông ấy làm gì còn mặt mũi, sống ở đây được nữa. Ở vùng này, còn có một quy định ngầm. Tất cả những người chết vào rằm tháng 3, thì không được phép làm đám tang, bởi kinh động tất cả ma giới, phải âm thầm chôn cất không được rầm rộ. Ngoài ra, còn phải lầm cái mộ giả đánh lửa người khác. Người thân tuyệt đối không được đi theo. Chỉ bọn gia đình là khiến đi chôn cất. Chôn xong lúc về bước qua một đám lửa, đi đi lại lại bảy lần về nhà, ngâm mình ở trong lu nước muối. Bọn gia đình nghe bà cả dục vội vàng đi làm luôn. Mọi người lúc này cũng tản ra hết, không dám tụ lại, đề phòng bà cả chửi bới. Bà ba với cả mợ dung, được đám con trinh dịu về phòng. Mợ dung cứ là cả đi, không đứng vững tám gia đình ái ngại nhìn nhau rõ khổ hai vợ chồng mợ ấy sống với nhau hạnh phúc vậy mà giờ cậu kiên đi rồi mợ ấy không đau lòng mới lạ chúc mùa bệt ở ngay giữa sân hai chân khoanh lại xếp bằng đưa tay lên chống cằm cô nhầm tính hắn ta đắc tội với cả ai không biết đang yên đang lành tự dưng bị chết mà tên này ác như ma hắn ta còn suýt nữa giết cả mình đến vợ hắn mà hắn còn chẳng tha trên cũng đáng cậu quyền đang lượn lờ ở đám rau cải cúc bất ngờ thì cậu ấy cúi xuống hái một bông hoa vàng tươi sau đấy đưa lên mũi người chẳng hiểu là cậu ấy thấy gì mặt cứ đần cả ra đứng bất động không nhúc nhích người này quả thực thần bí không bao giờ để lộ ra cảm xúc cho đối phương được biết mình đang nghĩ gì có khi cậu ta thử hiểu mọi chuyện đang diễn ra thế nhưng mà vẫn cứ sừng sưng coi như là không hề hay biết trúc nhìn chồng đầy vẻ nghi hoặc không lẽ là cậu ta đã có đáp án rồi sao